Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Hoa Kiển Hùng Thi. Có số hotline 0918708965 và có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sơ Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây, trên màn hình các bạn đây là cây lai trà anh chị ha. Cây lai trà này nó có bông rất là thơm luôn. Anh chị và các bạn có thể là hái bông này nè. Mình có thể là mình phơi khô và mình bỏ vào trà mình uống rất là thơm anh chị ha. Đó, em đứng kế bên mà nó thơm ngắt ngưỡng luôn. Quá trời thơm luôn anh chị ơi. Anh chị và các bạn cần số lượng bao nhiêu thì cứ liên hệ qua bên em ha. Bên em sẽ cung cấp đầy đủ cho mình. À, cái cây lai trà này nè, anh chị và các bạn có thể là thi công công trình nè, hay là mình trồng xung quanh nhà thì nó ra hoa, nó ra hoa thì anh chị và các bạn sẽ nghe được cái mùi thơm của nó rất là thơm luôn anh chị ơi. Đó, cái cây phát triển rất là tốt luôn. Anh chị và các bạn cần số lượng bao nhiêu thì cứ liên hệ qua bên em ha. Bên em sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các mặt hàng hoa kiển như là cây công trình, cây xanh đô thị, cây che bóng mát, cây văn phòng và cây phong thủy anh chị ha. À, và đặc biệt là shop Hoa Kiển Hùng Thi chúng em cung cấp đầy đủ tất cả các loại cỏ thảm như là cỏ nhung nhật, cỏ lá gừng, cỏ đậu phộng và cỏ xiến chi. Anh chị và các bạn cứ liên hệ qua số hotline 0918708965 thì anh chị và các bạn sẽ gặp được nhân viên bên em. À, bên em, nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ báo giá các hình thức thanh toán vận chuyển cụ thể nhất cho mình anh chị ha. Đó, anh chị thấy không, cây lai trà nó đang cho hoa rất là nhiều luôn. Anh chị và các bạn mua về là có thể là mình trồng xuống liền để có bông nè, hay là mình hái bông đó mình có thể là mình bỏ, mình phơi khô bỏ vào trà uống rất là thơm, rất là ngon luôn anh chị ha. Đó, à, shop Hoa Kiển Hùng Thi chúng em có một cái kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog, trên đó tụi em có đăng những video giới thiệu cho anh chị và các bạn những cái mặt hàng mà chúng em đang cung cấp cho thị trường á. Anh chị và các bạn ưng cái nào thì để lại số điện thoại ngay bên dưới. Thì nhân viên bên em thấy và sẽ điện lại hỗ trợ báo giá thì các hình thức thanh toán vận chuyển cho bạn và anh chị ha. Đó, anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. À, shop Hoa Kiển Hùng Thi chúng em có cái kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog á. Anh chị và các bạn lên trên đó đăng ký, bấm vào nút đăng ký và bật cái chuông lên. Và cho em xin một like, một share để chúng em có động lực và làm những cái video đặc sắc hấp dẫn nhất cho mình anh chị ha. À, shop Hoa Kiển Hùng Thi chúng em có số hotline 0918708965 và shop Hoa Kiển Hùng chúng em trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi và công ty Hoa Kiển Ngân Cương.